đang đợi đợi nhà, đợi bố về. Đợi bố về, ok. Ngày đúng không? Em đi xe đi ô tô côn em đi rồi mà. Thích hơn. Ờ đúng rồi, trông nó. Một, hai, ba, bốn, năm, đẹp rồi. Đây con gì đây? Con dê. Dê à? Nhà nuôi. Các bạn là dân tộc gì đây? Mông à? Bạn nào thích chụp ảnh ra đây? Cá gì đấy chị? À, chúc con nhỉ. Bye bye, hello, hello. Yeah. Chào chào đi. Bạn này người Thái rồi chị bác. Chào đẹp đấy. Thank you.
Xin chào, tên là gì đây em? Em là An ạ. An à? Ủa thế thì không phải người dân tộc à? Người xuôi à? Người xuôi thế này à? Trên đường Cú Vai này. Đi Cú Vai đúng không? Chào nha, chào bà. Cú Vai còn xa không chị? Trạm y tế xã Hát Lưu. Đường lên Cú Vai. Đường về trạm tàu. Tháng này khoảng cái này khoảng bao nhiêu lâu thì xong rồi? Ui dồi, đồng phết đấy. À. Thế cơ à? Cái này đã đi là đi liên tục chứ không dừng kìa. Đúng rồi, đi liên tục không dừng. Dừng thì nó lại bị trôi thì mình... Anh ở đâu anh ạ? Mình ở dưới Hà Nội lên. À, Hà Nội à? Lên xong qua nghỉ ở chỗ... chỗ Suối Khoáng ấy. À, Suối Khoáng. Suối Khoáng rồi kìa. À. Suối Khoáng thật tốt. À. Đã lên rồi chưa? Không dám lên. Không dám lên. Dám lên chứ. Cả chót thì chết này. Hôm nay là lên gặp được mây không anh? Dạ. Hôm nay lên là có mây đấy nhỉ? Có, hôm nay có đấy. À. Mình phải vượt qua cái này thì mới gặp được mây đúng không? Đúng rồi. Thế á? Thằng ấy có tuyết. Mình đi qua lên, có thanh niên nào lên xem không? Có nhiều người. À. Có nhiều người luôn. Hai độ ba. Đẹp chưa này? Wow, quá đẹp luôn. Cái chín này dọc à, cái đấy á. Ừ. Trên đấy á. Ờ, đã đi là chỉ dù chưa? Lên rồi. Đúng rồi. Thank you.
một năm tầm này Tết là phải trắng bản luôn, bản cu vai. Mận. À, mận. Hoa đào. Và như trong tranh. Tới đây sao? Bạn gì đây? À, cười. Để trò gì đấy? Quay đi chụp cái ném bao. Để quay đi, đúng rồi. Ở nhưng mà ở đâu? Quay ở đâu? À, ném bao trúng. Nhưng có dễ trúng không? Ném có dễ trúng không? Trúng mới vui đúng không? À, tôi tưởng ném bao là ném qua cái vòng tròn chứ. Cái này à? Cả nam cả nữ cùng chơi. Thì ném cùng anh ấy. Đúng không? Ném chúng nhưng anh ấy ném cùng là vui đúng không? Đẹp lắm. À, chào đi. À, chỗ này lâu chưa? Nha, cứ ném cho chú sẽ quay nha. Đừng ném vào mặt, đừng mà ném vào chú là được nhá. Về luôn. Em về chơi nhá. Vâng, chào anh. À, trên đường xuống. Đường mà cái đẹp như này thì thích quá. Đây rồi, nhà ta đây rồi. À, dưới nữa à? Côn anh thấy đi số anh cứ bị hơi ngược ngược, cái số kia anh không quen. Như các bạn đang để cái số 1 đây đúng không? Thì mình không góp côn nữa, mình cần giữ chỉ ga đây đúng không? Có góp côn này được không?
chị đang đợi đợi nhà, đợi bố về. Đợi bố về, ok. Thật sự là quá đẹp đấy. Đúng rồi, đi chậm này đẹp. Wow. Các kiểu mùa cây mận, cây mơ, cây đào lên đẹp hết nhỉ? Nhìn cái cảnh bản kia trông như kiểu phim Trung Quốc ấy. Yeah, sương mù rồi lại cảnh đẹp, không thể đẹp hơn được nữa. Anh cũng đi Hà Giang rồi cũng đi Sapa nhưng mà anh cũng không nghĩ đẹp được như này. Ý cái không còn cái cảnh nó không còn hoang sơ được như cái cảnh. Nhưng mà không sơ được như cái cảnh. Giữ được cái như này mới là đẹp này, giữ được cái cảnh như này là đẹp. Đi quay đến cái cảnh đẹp này mới thích này. Các bạn cứ chịu khó dẫn anh tí nhá. À, để quay phim nữa. À thích à? Ôi. Lên dốc một ngày tới trên Tà Chi Nhu. Đi ngủ đêm trên đấy. À. Ngày hôm sau lại xuống. Thế thì lên ngay không đi lại. Vâng, thế thôi. Nha, em cảm ơn. Lên nào em cũng giải thích đến ở đến đoạn này thì dễ rồi, đúng không? Đường dãy này thôi. Ok. Bắt cá, bắt cá, bắt cá, bắt cá. Các bạn đợi mọi người lên đi đúng không? Bây giờ chỉ đợi ai lên xong rồi mình lên cùng. Được bao nhiêu lâu? Được bao nhiêu lâu thì mẻ này? Đây là cá gì anh nhỉ? Chứ cá gì? Chấm. Chấm. Chấm vượt. Chấm loa mà. Wow.